Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với Đối ngoại và Hội nhập của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 9 năm 1973, Nhật Bản và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, từ cấp lãnh đạo quốc gia tới cấp cơ sở. Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ được cho là có tiềm năng vô hạn của hai nước đang tiến tới thời kỳ đánh dấu bước phát triển vượt bậc. Lãnh đạo và người dân hai nước cùng chia sẻ hy vọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là dịp để nhìn lại quan hệ Nhật Bản-Việt Nam từ trước đến nay và kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ ấy phát triển vượt bậc hơn nữa, hướng tới tương lai, vươn tầm khu vực và thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau. Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ lâu đời. Nhật Bản là một trong những quốc gia sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đó tới nay, trải qua nhiều thăng trầm, thay đổi của tình hình thế giới, khu vực và của mỗi nước, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, quan hệ Nhật Bản-Việt Nam được cho là đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Trong lĩnh vực kinh tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023 này, chính phủ Nhật Bản sẽ cố gắng hết mình thúc đẩy hoạt động đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam từ trước đến nay, phát triển sôi nổi hơn nữa. Thêm vào đó, nhằm tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Nhật Bản mong muốn khôi phục lại chương trình viện trợ sử dụng nguồn vốn ODA cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ như thời điểm trước năm 2017. Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, y tế, văn hóa, lao động, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Hai bên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện với mức độ tin cậy chính trị cao. Giao lưu tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thông qua các bước tiến đạt được trong hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai nước, dựa trên nội dung đã đạt được nhất trí giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong cuộc hội đàm trực tuyến giữa ngài Kishida Fumio, Thủ tướng Nhật Bản và ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 2 năm 2023 vừa qua, tôi mong muốn đưa quan hệ Nhật-Việt phát triển vượt bậc lên một tầm cao mới, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, không chỉ dừng lại ở cấp độ song phương mà còn vươn ra tầm khu vực và trên thế giới. Trong chuỗi các sự kiện chào mừng năm kỷ niệm quan trọng, Việt Nam đã chào đón rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao Nhật Bản đến thăm và tiếp tục thể hiện sự coi trọng của đất nước mặt trời mọc với Việt Nam. Trong khi chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đầu tháng 9 này ghi dấu mốc mới trên chặng đường hợp tác tốt đẹp trong 50 năm qua giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu sắc, toàn diện và nâng cao hơn nữa tầm vóc quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới. Thì ngay trước đó, chuyến thăm của Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Nasuo và đoàn góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác giữa hai đảng, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, làm phong phú hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thưa quý vị, Truyền hình Nhân dân đã kết nối và trò chuyện với Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản, ngài Yamaguchi Nasuo trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam mới đây của ông. Xin mời quý vị cùng đón xem. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ngài Yamaguchi Nasuo, Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Thưa ông, trong câu hỏi đầu tiên, ông có thể đưa ra một vài đánh giá về hành trình 50 năm qua của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và ông có những kỳ vọng gì cho mối quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới đây?
Cả Việt Nam và Nhật Bản đều có lịch sử đã từng trải qua chiến tranh đau thương, do vậy đều có những kỳ vọng vào xây dựng một nền hòa bình. Do đó, Nhật Bản cũng mong muốn sẽ có thể hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục những hậu quả của chiến tranh, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và cùng Việt Nam phát triển. Chúng tôi cũng nhận thấy được nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước sau chiến tranh. Với cá nhân tôi, sau khi Việt Nam áp dụng chính sách đổi mới, thì đã thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 1991. Khi đó tôi đã đến thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lần này là lần thứ hai sau 32 năm tôi quay trở lại Việt Nam. Tôi đã rất bất ngờ trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như sự phát triển kinh tế hai nước. Tôi có thể cảm nhận được sự tự tin của cả hai quốc gia và cùng nắm tay nhau để phát triển. Tôi cũng cảm thấy tự hào khi trong 50 năm qua, Nhật Bản cũng có những đóng góp nhất định với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tôi nhận thấy được thêm nhiều điểm chung giữa hai nước, như dân số đều khoảng 100 triệu dân, có tương đồng về diện tích, rồi hình dáng đất nước là cùng giống chữ S. Và đặc biệt tôi nhận thấy các hoạt động giao lưu nhân dân đang được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Tôi tin tưởng các hoạt động này sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới. Thưa ông nhận thấy trong thời gian tới đây những lĩnh vực nào sẽ là những lĩnh vực được ưu tiên trong mối quan hệ song phương của hai nước? Về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng đối với Việt Nam, để phát triển kinh tế thì cần có cơ sở hạ tầng phát triển, đường xá, sân bay, cầu cống cũng như đường sắt. Tôi tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này. Theo tôi có thể có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam thời gian tới. Hơn nữa để phát triển kinh tế, Việt Nam cũng cần đào tạo nguồn nhân lực để gánh vác được nhiều hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhật Bản cũng có thời gian phát triển tích lũy được kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên, Nhật Bản đang đối mặt với giai đoạn dân số giảm và dân số già, thì chúng tôi sẵn sàng truyền đạt những kiến thức, kỹ thuật này cho người trẻ Việt Nam để sau đó những người trẻ sẽ quay trở về và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, cho kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam đang có những hợp tác trong các lĩnh vực như thực tập sinh hay lao động đặc định và cũng có những hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao về việc tiếp nhận những kỹ thuật cao hơn nữa. Không ít người nước ngoài, đặc biệt là người Nhật Bản đã đến Việt Nam làm việc và sau đó đem lòng yêu giải đất hình chữ S này. Một trong số đó có thể kể đến là Honna Tetsuji, vị nhạc trưởng đã và đang gắn bó dài lâu với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Nhạc trưởng Honna Tetsuji đã dồn nhiều tâm huyết để dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng Việt Nam ngày một đi lên về chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm biểu diễn. Đặc biệt, nhạc trưởng Honna Tetsuji đã đưa dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đi lưu diễn trên khắp thế giới, Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Như chúng ta đã biết, nhạc hòa tấu cổ điển rất kén khán giả và một khi khán giả đã mua vé đến nghe nhạc hòa tấu cổ điển thì điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định khả năng trình tấu có đẳng cấp của một dàn nhạc. Nhắc tới những chuyến lưu diễn cũng là để nói lên thành công và niềm tự hào của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và của cá nhân Honna Tetsuji. Ở cương vị là người chỉ huy chính cho dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, điều khó khăn nhất đối với nhạc trưởng là sự khác biệt về văn hóa giữa người Việt Nam và người Nhật Bản. Chính vì vậy, trong công việc cũng có lúc giữa ông và một vài nhạc công người Việt Nam không tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, vượt lên tất cả khó khăn, bằng tình yêu nghề nghiệp, ông và mọi người luôn cố gắng thảo luận để đi đến thống nhất. Nhờ đó mà mọi công việc cuối cùng cũng đều được giải quyết một cách ổn thỏa. Năm nào chúng tôi cũng đi lưu diễn, từ miền Bắc tới miền Nam. Một lần đi bằng tàu hỏa, chúng tôi ở trong toa có 3 tầng giường, tính cả trẻ em đi cùng thì tất cả có 8 người. Khi tàu dừng ở một ga, chúng tôi cùng mua cơm. Đến giờ ăn, mọi người quây hành lý thành một cái bàn rồi cùng nhau ăn uống. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi được đặt chân đến Việt Nam. Ở Nhật Bản, châu Âu hay Mỹ, một dàn nhạc dù có khả năng trình diễn tập thể tốt đến đâu thì cũng không thể có được sự gắn kết theo kiểu gia đình như vậy. Suốt chuyến đi dài ngày ấy, hôm nào chúng tôi cũng ăn uống vui vẻ cùng nhau. Kỷ niệm thật tuyệt vời và tôi cứ ước ao là quãng thời gian ấy kéo dài mãi. Nhưng kỷ niệm của tôi ở Việt Nam còn nhiều lắm. Khi được hỏi điều gì đã níu giữ ông ở lại Việt Nam trong suốt hơn 23 năm qua, nhạc trưởng Honna Tetsuji nói rằng đó là vì con người, ẩm thực, phong cảnh nơi đây. Ở Việt Nam, ông luôn có cảm giác như đang ở nhà. Quả thật là có nhiều điều tôi thấy tâm đắc khi ở Việt Nam. Đầu tiên là phong cảnh. Đến bất cứ đâu tôi đều cảm thấy dễ chịu. Ở Việt Nam chẳng có nơi nào lạnh lẽo và u ám. Qua từng địa phương, con người và cảnh vật có sự khác biệt rõ rệt nhưng luôn có điều gì đó rất đỗi thân thương, ấm áp. Tôi rất yêu mến người Việt Nam. Năm tháng có qua đi thì thứ tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi trong tôi. Người Việt Nam luôn mang trong mình một trái tim mến khách.
23 năm đã trôi qua, có thể còn nhiều điều Tetsuji chưa làm được như chính mình mong muốn hoặc như các nghệ sĩ trong dàn nhạc mong muốn. Nhưng ông luôn tự nhủ sẽ làm hết sức mình, gắn bó với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam ngần ấy năm chính là vì tình yêu âm nhạc, vì tình bạn với các nghệ sĩ ở nơi đây, với sự trân trọng của khán giả Việt Nam. Nhạc trưởng Honna Tetsuji không nhắc đến thành tích của cá nhân mình, nhưng tôi biết ông đã được trao tặng huy chương vì sự nghiệp văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Nhạc trưởng chia sẻ, nếu cho tôi một điều ước, tôi ước rằng người Việt Nam bên cạnh tình yêu với nhạc trẻ, hãy yêu âm nhạc cổ điển. Nó là một nghệ thuật khiến cho con người có thể tự tin và tự hào về bản thân hơn và tâm hồn có thể giàu có hơn. Vâng, thưa ông, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực với Việt Nam thời gian qua đã được chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm. Vậy, theo ông nhận định như thế nào về vai trò của hợp tác trong lĩnh vực này với việc thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản? Hiện nay, số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản là 500.000 người đang học tập, sinh sống, làm việc, trong đó có 170.000 thực tập sinh và lao động đặc định. Một chế độ mới áp dụng năm 2019 thì cũng đã có đến 80.000 người. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, do vậy cũng sẽ cần nguồn nhân lực tham gia vào các lĩnh vực mà Nhật Bản sẽ đầu tư vào Việt Nam. Chúng ta đang kỳ vọng vào một vòng tuần hoàn tốt khi nhân lực Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản lại quay trở về, tiếp tục làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam để phát triển kinh tế của Việt Nam. Kinh tế phát triển tốt, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển xuất khẩu thương mại tốt. Xuất khẩu thương mại tốt thì cần giao thông đường biển. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ sự quan trọng của việc đảm bảo an toàn an ninh, tự do hàng hải và ứng phó với các vấn đề thiên tai trên biển. Do đó, Nhật Bản, trong đó có Đảng Công Minh, chúng tôi đã tham dự ngay thời gian đầu trong xây dựng một chương trình để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nâng cao năng lực chấp pháp trên biển, trong đó có bao gồm cả lực lượng cảnh sát biển. Chúng tôi cũng đã đón một số cán bộ Việt Nam sang đào tạo. Sau đó, những người này tiếp tục quay trở lại Việt Nam để đóng góp cho công việc liên quan lĩnh vực chấp pháp trên biển. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ Nhật Bản-ASEAN. Do đó, với chương trình này, chúng tôi không chỉ tiếp nhận các cán bộ từ Việt Nam mà còn tiếp nhận những cán bộ đến từ các nước ASEAN, cũng như các nước lân cận như Sri Lanka, Ấn Độ. Qua đó, có thể thấy chúng ta đang thúc đẩy được sự kết nối về đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực an ninh biển. Chúng ta không chỉ vận dụng các sức mạnh mà còn đề cao sự thượng tôn pháp luật để đảm bảo trật tự tại khu vực với tinh thần tự do và rộng mở. Do vậy, tôi cho rằng việc mở rộng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực cảnh sát biển là lĩnh vực rất quan trọng. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, một trong những sự kiện đối ngoại đáng chú ý của tuần qua chính là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joseph Biden, theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, được thực hiện trong dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng của hai nước, góp phần tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển lên tầm cao mới. Ngày 10 tháng 9, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã bước sang một chương mới mang tính lịch sử khi chính thức được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu chuyến thăm thành công của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là thành quả từ sự phát triển trên nhiều mặt trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau 10 năm của khuôn khổ đối tác toàn diện. Sự kiện này cũng đại diện cho những cam kết cũng như mong muốn chung của hai nước về việc tìm kiếm phương thức hợp tác mới giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu bước sang giai đoạn có nhiều chuyển biến quan trọng. Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và Ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Chúng ta đã đi từ xung đột cho tới bình thường hóa quan hệ. Và giờ đây, chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên đến mức là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và chúng tôi rất vui vì điều này. Là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Joe Biden chắc chắn đã cảm nhận trực tiếp đất nước Việt Nam giàu tình cảm, hiếu khách, hữu nghị và yêu thương hòa bình. Ông cũng biết rằng mình đang ở thời khắc lịch sử khi chứng kiến bước phát triển mới sau 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đó là kết quả của quá trình xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Trong chương mới của quan hệ hai nước,
Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Chính sách của chúng tôi đối với Việt Nam trong nhiều năm dựa trên sự ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Các chính sách đó cũng dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Cùng với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, quan hệ kinh tế được xem là điểm sáng hợp tác giữa hai nước. Từ khi bắt đầu bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ năm 1995, thương mại song phương đã tăng hơn 300 lần, từ 450 triệu đô la Mỹ lên gần 124 tỷ đô la Mỹ. Việc nâng cấp quan hệ không tự động thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư, nhưng sẽ tạo thêm thời cơ và động lực hợp tác mới. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng. Hai nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực như là hợp tác về chuỗi cung ứng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh, hay là phát triển công nghiệp chế tạo, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây cũng là một cái lĩnh vực, một cái điểm sáng, có thể nói là hình mẫu trong hợp tác của hai nước. Rồi trong khi tham gia vào các cái hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đào tạo quân y, rồi cứu trợ cứu nạn, rồi nâng cao các cái năng lực hàng hải và hàng không. Và cái điểm thứ tư là tại các cái diễn đàn khu vực và quốc tế thì hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp trong ASEAN, trong APEC, Liên Hợp Quốc, và đặc biệt là cái sự phối hợp với nhau để cùng xử lý những cái vấn đề, những cái thách thức toàn cầu như là biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh y tế, v.v. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ở các cấp đối tác chiến lược và toàn diện với 30 nước, bao gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7, các nước lớn ở châu Á và tất cả thành viên ASEAN. Điều này phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Và đó cũng là tiêu chí quan trọng về vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.